AI đã hủy hoại tuổi thơ của bao thế hệ khi mô phỏng các nhân vật trong bộ truyện Doraemon thành người thật. Quá nhiều bất ngờ, nhưng trùng cuối mới thật sự khiến ai nấy bật ngửa. Khi nói đến việc chuyển thể các nhân vật trong các tác phẩm hoạt hình và truyện tranh ra ngoài đời thực, nhiều người đã sử dụng AI để tạo những bức ảnh giúp mọi người hình dung được nhân vật này sẽ trông như thế nào. Với sự tiến bộ không ngừng của trí tuệ nhân tạo, những bức ảnh đời thực của các nhân vật hoạt hình truyện tranh nổi tiếng như Doraemon cũng đủ sắc thái diện mạo. Đầu tiên không thể không nhắc tới Nobita, Sukuna cùng các bạn của mình. Hầu hết các nhân vật này trong phiên bản người thật được AI phác họa đều khá dễ thương và mang nhiều nét của bản gốc. Please welcome to Aaron SZ on the mix. Ở tim người lớn, cư dân mạng bất ngờ trước nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của bà Nobi đường AI tái hiện. Cánh cùng đó, ông Nobi cũng phong độ và chín chắn không hề kém cạnh. Tuy nhiên, trùng cuối mới thật sự khiến ai nấy bật ngửa khi anh em mèo máy Doraemon, Doremi hoàn toàn khác trở lại với phiên bản có phần đáng sợ. Trông cứ như hai con robot đến trái đất để chuẩn bị hủy diệt thế giới vậy. Không còn thấy vẻ dễ thương của mèo máy nữa rồi. Các bạn nghĩ sao về những phiên bản này? Chia sẻ ngay với 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin thú vị mỗi ngày bạn nhé.